Và bây giờ thì một học viên sẽ chia sẻ lại bài học này với các bạn. Chúng ta cùng vỗ tay cho học viên Nguyễn Trung Quốc. Xin mời Trung Quốc. Chia sẻ cả bài học, cảm nhận luôn. Vâng. Xin kính chào thầy Nguyễn Đức Trường. Xin kính chào các quý thầy cô của VNR Việt Nam cùng toàn thể các cha mẹ phụ huynh và các bạn học sinh đang có mặt trong ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Trung Quốc, năm nay tôi 12 tuổi. Tôi học lớp 6C trường Trung học cơ sở Đàn Đà. Tôi đứng từ lớp đọc sách level 3 của Học viện Nhân loại Việt Nam. Ba từ để nói với tôi là trung thực, hóa giải với tin. Ba giải thích của tôi là đọc bóng đọc sách bằng tiếng Anh. Mong mọi người hát vui cho tôi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại bài Nhà lãnh đạo tài ba của thầy Nguyễn Đức Trường cho mọi người cùng nghe. Ở đây có ai muốn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba không ạ? Ai muốn thì giơ tay lên. Cảm ơn tất cả mọi người. Điều đầu tiên để chúng ta có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba là chúng ta cần phải biết tôn trọng người khác. Nếu như bây giờ các bạn tôn trọng người khác thì chắc chắn người khác sẽ chủ động tôn trọng lại bạn. Tiếp theo, Khổng Tử, người được thờ trong văn miếu Quốc Tử Giám đã nói rằng chúng ta đầu tiên cần phải tu thân, xong rồi được tề gia, trị quốc, cuối cùng là bình thiên hạ. Tu thân có nghĩa là sửa mình. Muốn sửa mình chúng ta cần có kỷ luật. Trong câu thứ 15 của tuyên bố học viên có câu: tôi luôn tuân thủ quy tắc chung của tập thể vì tập thể quyết định sự sống hay cái chết của cá nhân. Để nói rằng nếu một tập thể không có kỷ luật thì tập thể đó sẽ không thể trường tồn lâu dài được. Tiếp theo sẽ đến từ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Khi bạn thức dậy, đến cả những việc gấp chăn hay gập gối hay kê gối lại như cũ bạn cũng không thể làm được thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ có thể trở thành được một nhà lãnh đạo tài ba. Và cuối cùng, trong mọi công việc bạn làm, bạn luôn cần sự tỉ mỉ chỉn chu để không thể mắc sai lầm. Tiếp theo sẽ là tề gia. Muốn tề gia chúng ta cần phải tròn đạo. Đạo ở đây có nghĩa đạo học trò, đạo con và đạo công dân. Đạo học trò nói rằng chúng ta cần phải ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, chủ động làm bài tập về nhà, không để thầy cô nhắc nhở. Đạo làm con gồm ba hiếu: hiếu kính, hiếu thuận và hiếu thảo. Hiếu kính, chúng ta cần phải lễ phép với ông bà và bố mẹ. Hiếu thuận là chúng ta cần phải nghe lời, không cãi lại. Cuối cùng là hiếu thảo, chia sẻ quan tâm khi bố mẹ đi làm về mệt mỏi, hay cầm một cốc nước ra mà mời bố mẹ và hỏi han xem hôm nay bố mẹ như thế nào. Thứ ba, khi bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, bạn cần biết ứng biến với mọi tình huống bất ngờ. Trong trường đại học West Point, trong trường đại học quân đội West Point, vào 2 giờ sáng lúc mọi người đang còn ngủ thì họ phải thức dậy và nhảy xuống ao ngâm mình trong vòng 1 tiếng. Cũng như ngày hôm qua, sau khi chúng tôi đang vui chơi, thầy Nguyễn Đức Trường liền nói: hôm nay chúng ta sẽ di chuyển đến một khu ở mới mà trước đó chúng tôi chưa hề được nghe đấy. Thầy cô còn nói rằng chúng tôi sẽ phải đi bộ 20 cây. Lúc đấy tôi khá bỡ ngỡ và ngỡ ngàng, tại sao 20 cây chúng con lại phải đi bộ mà không được đi xe ô tô. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi vẫn phải xách vali và đi. Trên đường đi, đồ đạc thì rất nặng nề, nhưng chúng tôi đã không bỏ cuộc, tiếp tục đi và cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Cuối cùng, muốn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng sẽ phải mắc nhiều sai lầm hơn người thường. Nhưng sai lầm đó sẽ là những bài học giá trị để giúp họ trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Lip Vu Di Sơn đã từng nói: không quan trọng bạn vấp ngã bao nhiêu lần, mà quan trọng bạn đứng lên đó như thế nào. Bài chia sẻ của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy cô và mọi người đã lắng nghe. Tôi xin được chia sẻ cảm xúc của mình sau khi tham gia khóa học
khóa trại hè 5 ngày 4 đêm hay qua Summer Camp làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời của thành viên lớp trường. Đến đây, qua 5 ngày 4 đêm vừa qua, tôi đã học được rất nhiều bài học giá trị, từ cách nấu ăn cho đến cách trở thành một nhà lãnh đạo tài ba như thế nào. Những bài học giá trị của thầy là những hành trang để chúng tôi có thể vượt qua những khó khăn mai sau này. Và tôi rất tự hào khi đứng trên đây là một trong những chiến binh bảo vệ nhân loại Việt Nam. Các bạn có thấy thế không ạ? Và cùng, nếu năm sau thầy có tổ chức, tôi hy vọng sẽ luôn luôn được đồng hành, tiếp tục cùng thầy đi qua mọi trại hè. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người, chúc thầy cô và các bạn một buổi chiều tốt lành. Cảm ơn mọi người. Chúc thầy. Thầy và Học viện Nhân loại Việt Nam tự hào về con, tự hào về Trung Quốc. Và tương lai Trung Quốc sẽ là một thầy trở thành một nhà truyền cảm hứng thực sự. Cái cách mà con nói đó, các bạn có thấy ấn tượng không? Có thấy giá trị không? À, nhiều khi nó không thừa một chữ nào. Đúng vậy không? Rất logic, rất thật, rất chân thành. Đó là mạnh của một nhà truyền cảm hứng. Chúc mừng con. Cảm ơn ạ. Cảm ơn con. Và bây giờ thì thầy trò mình sẽ cùng chụp một ảnh ở đây nhé.